Cũng liên quan đến vàng nhưng là một câu chuyện khác tại Tiền Giang. Theo đó, có một cô gái ở tỉnh này trình báo công an bị cướp 23 vòng vàng tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, qua các thông tin, cơ quan chức năng phát hiện cô gái báo tin giả khiến cho nhiều người bất bình. Tại cơ quan công an, người này đã khai nhận những gì? Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi vụ việc này cùng với Bích Hồng và Khôi Nguyên quý vị nhé. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2001, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trình báo về việc bị hai đối tượng chặn xe dùng dao uy hiếp cướp tài sản là 23 vòng đeo tay trọng lượng 1,3 lượng, trị giá khoảng 40 triệu đồng ở tuyến đường nông thôn thuộc ấp Mỹ Thành, huyện Tân Phước. Qua công tác nghiệp vụ, công an huyện Tân Phước xác định tin báo bị cướp của Ngọc là giả. Tại cơ quan công an, Ngọc khai do đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi rùi vàng thua lỗ, nên đã bắn số vàng trên cho một tiệm vàng ở huyện Châu Thành để nạp tiền vào trò chơi. Nhà tự làm bị thương hai tay rồi đến công an báo tiền giả. Theo quy định hiện hành, hành vi cung cấp thông tin giả không đúng sự thật có thể bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.